Hello anh em nha, hello mọi người, xin chào tất cả anh em và mọi người đã quay trở lại với channel của mình em nhé. Lại là mình Long Tích 789 đây anh em ơi. Ok anh em ạ, thì hôm nay lại vào kèo con TDTC để gọi là kiếm tí anh em nhá. Cùng với đây thì hôm nay cũng muốn lên video clip này để mà chia sẻ đến với tất cả các con vợ. Đây chính là một cái gọi là lỗ hổng của nhà cái, mà để cho anh em biết khi anh em chơi có thể giúp anh em gọi là tự tin lụng được kèo cũng như là chơi cảm giác nó ổn áp và nó uy tín nhất anh em nhé. Tiếng đầu tiên thì lúc nào cũng thế thôi, vẫn cứ phải gọi là IA cờ bú thôi anh em ạ. Thì thật sự cái con game mình chiến đấu thì cũng rất chi là ổn áp và uy tín thôi. Đây là con TDTC này thì được khá là nhiều anh em ưa chuộng cũng như là anh em chơi, và mình thì không ngoại lệ anh em ạ, tại vì nó khá là uy tín về độ cầu kèo cũng như là nạp rút thì khá là ngon anh em ơi. Tầm này để mà nói cái xu hướng cầu thì anh em đang thấy nó nghiêng về bên về tải hơn cho mình, cho nên mình sẽ ôm một mặt mình chơi em nhé. Còn cái lỗ hổng của nhà cái là gì thì mình sẽ xin được phép gọi là bật mí tiết lộ cho anh em sau khi mình nặn xong tay này anh em nhé. Nặn tay này phát ra anh em ơi, tự tin nặn tay này phát ra anh em nhé. Thì em cùng chờ đợi xem nó phát này có gọi là được bù giúp không nào. Cứ thế thôi anh em ạ, chơi cầu kèo con này thì cũng ngon, cũng chơi cũng sướng, mình đạt được một hiệu quả khá là cao khi mà chơi anh em ạ. 2250 này xem là có lụng không anh em nhá. Ngon cơm ngay, khá là uy tín thôi anh em ơi, lụm hai tay anh em nhá. Thì hôm nay thì mình sẽ xin phép gọi là mình chia sẻ cho anh em mấy lỗ hổng của nhà cái mà thật sự là rất ít anh em biết, đấy là về cái xu hướng về cái động cầu kèo anh em nhá. Anh em có thể hiểu trong mình là nó sẽ như là một cái vòng đồng hồ, nó xoay kiểu như xoay quanh xoay lặp, nó vẫn chỉ là những cái khung giờ, có những cái khung giờ và cầu nó chỉ như thế này thôi. Thì thật sự như có thể anh em nhìn thấy cầu khá là ổn này, 1 2 3 4 này, 6 này, đúng anh em. Thì vào cái tầm này bây giờ mình chơi là cũng tầm khoảng gọi là 6 7 giờ rồi anh em nhé. Vào cái tầm này giờ hôm qua thì nó gọi là tầm cái giờ gọi là tập trời sáng sáng, tầm cái giờ trời sáng sáng anh em ạ, thì mình thấy khung cầu gọi là 1 2 3 4, cho nên là nếu mà ổn áp nhất thì anh em nên gọi là anh em nhớ được anh em chơi thì nó sẽ rất chi là ổn áp cho anh em ở quả cầu con TDTC này luôn anh em nhé. Tại vì nó cũng chỉ ra gọi là cái xu hướng cầu xoay đi xoay lại lặp lại lặp đi lặp lại thôi, cho nên là anh em đánh anh em nhớ được thì lúc nào nó sẽ ok và ổn áp cho anh em ạ. 1 mét, úi xồi ôi, vội vàng làm chi em ơi, vội vàng quá anh em ạ, vội vàng quá. Không sao, tầm này bắt cái cầu 22 anh em nhá, tầm này tự tin vã 22 đi, liều thì ăn nhiều, không liều thì ăn ít, đúng anh em ơi. Đôi khi những tay này chúng ta phải gọi là tự tin đúng em. Tầm cầu này nó ra thì chắc là mình cứ gọi là ôm theo cầu 22 mình chơi thôi. Cầu đang đẹp anh em ạ, bên này thì kéo cũng thế, cầu đang rất đọc quân này, 3 2 1 2 4 này, 4 4 này. Mình mà vào sớm mình bắt cái dãy này là xong rồi nha bạn, nhưng mà hơi tiếc là vào hơi muộn thì để xem xét tình hình như nào đã anh em ạ. Khả năng là vẫn vào tiếng này vẫn theo 22 là đẹp. Đôi khi cầu con này là hai bên nó rất là tựa tựa giống nhau anh em ạ, đôi khi là cầu kèo nó rất là tựa tựa giống nhau anh em ạ. Để xem nặng bên này phát đá anh em nhá, 22 không, ngon cơm, uy tín luôn anh em nhá, cứ phải gọi là ok luôn anh em ơi, max setting luôn, tuyệt là vời anh em ạ. Cứ thế thôi đúng anh em ơi, một ngày chơi tầm này mình đánh thì thật sự anh em ạ, đôi khi một con game ngon là anh em chỉ cần theo cầu thôi là anh em lụm rồi, cho nên là mình cứ áp dụng cái bài theo cầu rồi anh em ạ. Tầm này để đánh nhẹ nhàng, giảm nhẹ xuống lại, giảm nhẹ cái sự tối thiểu, sự gãy đi, sự mất mát đi để cho nó ok. Tầm này mình cứ theo cầu 22 và mình gọi là đánh nhẹ nhàng xuống thì các con vợ cùng chờ đợi xem nào mình có được bú không anh em nhá. Cứ thế thôi anh em ơi, cứ vậy thôi. Một ngày đánh tầm đôi ba tay nữa là lại đôn kèo ngay, có cái gì đâu. Và cái lỗ hổng đấy thì anh em phải cần bỏ thời gian ra, anh em vào anh em gọi là thực hành, anh em tham khảo thì nó mới đạt được cái hiệu quả nó cao và nó ok nhất anh em ạ. Tầm này 570 này thì các con vợ cùng chờ đợi xem nào tay này của mình xem nào có được gọi là IA cờ bú không anh em nhé, xem nào nó có ô tô kê không, thì anh em cùng chờ đợi cùng mình đây anh em ạ.
cứ thế thôi anh em ơi. Ui giời ơi, ngon cơm anh em ơi. Vẫn cứ phải gọi là ok anh em nhá. Vẫn cứ phải gọi là ok luôn anh em ơi. Ok công ty. Tầm này thì chạy cầu thì mình cũng bảo anh em ngay từ đầu rồi. Thì đấy là tầm này thì đánh thì cũng không phải nghĩ nhiều anh em ạ. Cứ theo cầu thôi. Cứ theo cầu gọi là đều tay nhẹ nhàng anh em ạ. Thì là một cái gọi là đã ổn áp rồi. Mình vã thêm tầm đôi tay nữa nghỉ là vừa đẹp vừa xinh luôn anh em ạ. Là nó lại ok ngay. Thì hôm nay mục tiêu gọi là chục mét xem là có đạt được mục tiêu không anh em nào. Tầm này nó mà cứ chạy cầu dài thì mình kiểu dĩ đạt được mục tiêu anh em ạ. Nhưng mà phải cái điều kiện là cầu kèo nó thì dài cơ đúng không anh em. Còn ngày hôm nay thì thực sự chơi thì anh em thấy rồi. Là bú khá là ngon và khá là liên tục rồi đúng không anh em. Cho nên là tầm này thì chắc là cũng chuẩn bị là đôn kèo được rồi anh em ạ. 5 slot cho ván này thì anh em và mọi người cùng chờ đợi mở bát mình anh em nhé. Ui dồi ôi, ván này thì gãy rồi. Ván này thì gãy mất rồi anh em ạ. Không sao, không có gì rồi, phải lo phải lắng hết anh em ạ. Cầu này thì chắc là chạy lại chạy 1-1 thôi. Cầu này để mình xét xu hướng đi chạy 1-1 là cái đẹp nhất rồi. 5 lốp nhẹ nhé. 7 lốp luôn anh em nhé. Đánh con 7 luôn, thất luôn anh em ạ. Xem nào phát này có lụm được không. Thì các con vợ cùng chờ đợi cùng mình cái tiếng cuối cùng ngày hôm nay của anh em chúng ta, xem là nó có được gọi là ia cờ bú không anh em nhá. Làm cái 1 mét cho nó gọi là rực rỡ luôn anh em ạ. Một là bú, hai là coi như là lụm được tầm 7 mét anh em nhá. Thì anh em cùng chờ đợi vào cái kết quả cuối cùng ngày hôm nay xem là mình sẽ gọi là bú được bao nhiêu. Còn chắc chắn bú là đang gọi là có cái lợi nhuận ok rồi, là có lời rồi anh em nhé. Ok anh em ạ. 1 mét phát này thì các con vợ cùng chờ đợi mở bát cùng mình xem nào nó có uy tín không anh em nhé. Cứ thế thôi anh em ơi. 1 mét nào. Úi xời ơi, ngon cơm ngay. Ok anh em ạ, chỉ bye bye anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em ở các clip tiếp theo anh em ơi.